Rồi. Lên chưa? Này, nhìn này, lên rồi. Chào mọi người. Em mệt mỏi quá rồi đấy. Sai bao nhiêu lần rồi ấy. Không biết là lên được chưa ấy. Có mỗi cái live stream thôi mà. Nào, lên nha. Lên. Quẩy thôi anh em. Không bật nhạc này nào. Các bạn nhắn tin là sensei live stream chưa? Đây. Chậm 10 phút này. Xin lỗi mọi người nha vì cái công cuộc set up của thầy Dũng. Ơ. Quá là gà luôn. Cùng xin ra máy của em nó còn chậm quá chưa lên được. Xin chào mọi người. Chào. À, hôm nay chào đã là sang mùng 2 tháng 10 rồi và chúng ta cứ mỗi một dịp trước kỳ thi khoảng 2-3 tháng như này thì bọn mình lại cùng nhau với các bạn làm một vài những cái bài học như thế này đúng không nào? Ừ. Và lần này sẽ là ưu tiên cho các bạn N2 nhá. Đúng rồi. À, lần này là 200 câu khó của N2. Rồi. Mọi người vào hết chưa? Chúng ta chào nhau một câu đúng không nào? Để xong rồi mình sẽ cùng nhau học nhá. Rồi, trái tim của gió này, em chào hai sensei lâu lắm rồi không gặp. À, hai sensei vui hơn nữa là lần này hai SS giải N2 nè. Rồi. Đúng rồi, vừa nãy mình bị out mất bởi vì là thầy Dũng setup nó bị hỏng một chút đúng không? Xong rồi bọn mình lại like lại lần thứ hai thì like ở nhầm một cái kênh khác. Nên là mãi xong bị chậm hơn 10 phút của mọi người rồi đúng không nào? Trong số các bạn ở đây thì có ai đang học N2 không nhỉ? Chắc hẳn là hôm nay mình thông báo trước rồi đúng không nào? Các bạn đều học N2 hết đúng không? Rồi, xin chào. Nào, chào gọi tên nhá. Gọi tên em trong đêm này. Thanh GV, chào thầy cô này. Đặng Lưu Ánh Nhật này. Hai Sensei, Nguyễn Hoài, Dạ Uyên, Bấy Tay, Vân Nguyễn, Lai này. Hậu Duệ Mặt Trời. Ơ, bạn này tên quen quen đấy nhỉ? Hình như là rất là hay vào Facebook của mình thì phải. Hay là thỉnh thoảng có nhắn tin hay là gì comment gì nghe tên quen lắm, Hậu Duệ Mặt Trời. Đúng không? Tiếp này, Dung Phương này, em đợi mãi. Đậu Phộng, chào Sensei. Hải Đăng, Osashiburi desu ne. Osashiburi desu ne. Ok. Đẹp nè. Đẹp nè. Hay. Rồi, có em đang N3. À, N3 cũng xem được. Nhưng mà cũng hơi khó một chút đúng không? Không biết là các bạn nào đã làm trước chào chưa? Chào Anh. Ừ, đã làm trước cái chào bài hôm qua mình dẫn link chưa? Hí lâu lắm mới được xem live bên em 9 giờ hơn rồi. Em nãy giờ này. Bên Nhật 9 giờ hơn rồi đúng không? Đợt vừa rồi bên Nhật mới có mưa bão, mọi người có bị làm sao không? Chắc không sao đúng không? Thì mới được ngồi đây xem như này đúng không nhỉ? Chào Hương Dương. Rồi. Dương Thương, chào Ngọc Sơn. Xin chào tất cả mọi người. Chào. Lâu lắm rồi gặp lại đúng không? Mà đâu hôm trước vừa cùng với con gái livestream một buổi đúng không? Nhưng mà tức là hôm nay mới là lần chính thức mình quay trở lại sau 6 tháng mang nặng để đau. Không, nó không phải là muốn là xem được hết. Không phải mang nặng để đau mà là sinh con đúng không ạ? Rồi, Lý Tết này, sensei konbanwa, oshishiburi desu ne. Ok. Rồi, không biết là mọi người có nhớ bọn mình không? Cái này không bật cái gì đó. Em không biết à? Rồi. Thế thì ảnh phải sao mà? Chúng ta sẽ vào học luôn được không nhỉ? À, có một tin mừng đó là tuần này thì chúng mình sẽ có lịch thứ 3, thứ 5, thứ 7 là của N2 đúng không? Tuy nhiên thì tuần sau thì có lẽ bọn mình đang xem xét thêm đó là thứ 2, thứ 6 cũng sẽ full luôn cả tuần, là chúng ta sẽ học thêm cả các bạn N3 nữa. Còn về dạy cái gì thì mình sẽ đang nghĩ nhá. Đang nghĩ cái nào mà có thể giúp ích cho các bạn nhiều nhất. Đấy nhỉ? Còn với các bạn N4, N5 thì các bạn rất là nhiều các bạn nhắn về bảo là thầy cô ơi sao không like N4, N5 gì cả, suốt ngày chỉ có N2, N3 không. Thì cái này bọn mình thông cảm một chút vì là bọn mình chưa sắp xếp đủ thời gian. Và hứa là từ giờ đến cuối năm, trước Tết âm lịch sẽ có những cái món quà rất là tuyệt vời dành cho các bạn đang học N4, N5 nhá. Âm lịch đúng không nào? Âm lịch, à dương lịch cũng có đúng không nào? Dương lịch cũng có. Nên là gì đây? Các bạn cứ chờ một chút nhé. Vì có hai người thôi không thể nào mà làm hết được tất cả mọi thứ một lúc đúng không nào? Cái gì đây? Rồi, đang chém gió. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau học luôn được không? Học luôn nhá. Học luôn nhá, bởi vì là em bé con đang ở nhà, đang chờ mẹ về cho ti nữa. Nên là chúng ta phải học luôn nhá. Thầy Dũng ở này béo lên mọi người ạ. Nhờ ăn bóng giò nhiều quá. Bụng to này. Ừ. À, tốt thì kìa. Dạ vậy. Rồi. Hay. Lâu lắm không gặp mọi người, nhớ gửi cho nhau những lời chúc nhá. Hay là gọi lời chào đúng không?
Còn những buổi sau thì mình cứ gọi là cứ thế mà xem thôi. Và nhớ like nhá, ấn like để ủng hộ cho bà mẹ một con này. Rồi, bây giờ thầy Dũng sẽ hướng dẫn vào bài luôn ngày hôm nay nhá. Rồi, thì trước tiên chúng ta sẽ đến với 100 câu. 100 câu, đây con có thể xem đây. Về từ vựng Mojiwi chúng ta sẽ có 100 câu, đấy chứ nhỉ? Và mình sẽ chia ra thành nhiều bài, tầm khoảng 10 bài đấy. Ở đây có mấy câu này này. Thì bài hôm nay thì chúng ta chỉ học về cách viết chữ Hán này thôi, 12 câu này thôi. Đấy nhỉ? Hôm nay còn là buổi giáo đầu nên là chúng ta học ít thôi, đúng không? Bắt đầu từ buổi sau mình sẽ cho số lượng nhiều hơn nữa. Được chưa? Mỗi bài 20 câu. Hay, đấy chứ nhỉ? Ok. Thông báo không ạ? Nguyễn Thị Hiền tham gia. Bà ngoại. Bà ngoại đang ở nhà bế em bé, cũng chắc là cũng mở livestream để cho con gái nghe đúng không nhỉ? À mẹ à? Ừ, mẹ. Ok. Ok rồi, nếu mà các bạn muốn ấn like thì nhớ like luôn để chúng ta bắt đầu bước vào bài học ngày hôm nay nhá. Hôm nay sẽ là có điều đầu tiên thì chúng ta sẽ làm bài văn viết chữ Hán này. Ok. Viết chữ Hán tức là gì nhỉ? Đọc chữ Hán đấy. Đấy, đọc chữ Hán đúng không? Chữ Hán như thế nào sẽ đọc như thế. Và có 12 câu rất là khó. Thực ra không phải là khó mà là gì cả. Những người nào chưa học thì nó sẽ khó thôi. Còn những bạn nào học rồi thì nó dễ. Chúng ta theo dõi đây sẽ không khó nữa nhá. Và mình sẽ giải thích là tại sao là các bạn hay bị nhầm lẫn như thế nào. Được chưa? Nên là chúng ta tránh. Đây đều là những cái câu mà khi bọn mình chữa cho học viên đều thấy các bạn sai rất là đấy, nhiều. Đấy, câu đầu tiên nhá. Đấy, đáp án 1 người đã sai luôn rồi cả. Nào, câu số 1 chúng ta cùng nhau làm luôn nhá. Thấy chưa? Câu 1 đáp án 2 kìa. 1 là 2, 1 là 4, 1 là 2 hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Ví sao lại nhầm? Đấy. Nào, 1 là 2, ôn Lý Tuyết 2 này, Vân Nguyễn 4, Xuân Nguyễn 2 này. Vì sao Quân sai? Vũ 4 sao này. Sao chia như thế này? Ngọc Ngố 2 này, các bạn thấy chưa? Thì cả đáp án 2 này. Tuấn Khanh, Tatakao, Des, rồi Nguyễn Văn Phương còn 3 cơ. Đại Hải 4 này. Rồi Nobita Chàng 4. Ok, câu số 1 vì sao này các bạn này gì nhỉ? Hãy chọn câu thứ 2 này. Bởi vì câu số 2 và câu số 4 nghĩa là gần giống nhau. Nếu mà chúng ta ghép vào ý nghĩa của cái câu này, tôi bị thương và thế nào? Đây là người ta là đọc chữ Hán chứ không phải là gì dịch nghĩa của cả câu, được chưa? Ok. Không phải tìm từ đồng nghĩa đúng không? Thế là chỉ cần đọc chữ này thôi. Chữ này trong chữ là chiến đúng không? Chiến là chữ tranh sen sô được nhé. Rồi, thêm một chữ nữa. Đây. Màu đỏ hơi khó nhìn này. Sen sô. Đấy như nào? Màu rồi. Trắng để chữ màu trắng. Đáp án chúng ta là số 4. Hatakao. Đúng rồi. Araso là gì nhỉ? Araso con biết là gì không? Alonso ấy. Alonso không một thì Alonso. Nhầm à? Cạnh tranh. Đúng rồi. À đây à, không một đây à? Anh nhìn anh tưởng không một đây nào. Phải nát, không biết đúng hay đâu mất. Ok. Alonso của chúng ta là tranh giành, nhớ chưa? Tranh giành cái gì đó. Cạnh tranh. Cạnh tranh, tranh giành. Ok. Tatakao là gì? Chiến đấu, được chưa nhỉ? Hay. Tôi thì nhỉ? Bị thương ở chân nên là không chiến đấu hết mình được. Cái quan trọng là chúng ta phải đọc chữ Hán này thôi. Ý nghĩa cái bài này không quan trọng. Thì đây là bài đọc chữ Hán mà. Chữ Hán này đọc như thế nào thì chúng ta đọc như vậy thôi, đúng không? Nên là các bạn gì nghe nhỉ? Araso, araso, muốn đánh nhau, muốn cạnh tranh. Thế là các bạn chọn luôn đáp án số 2 đúng không? Không phải, đáp án số 4 là chính xác. Tatakao. Rồi, Tatakao. Rồi, có bạn chờ thầy Dũng chờ một chút nha. Bạn Hiền Hi Hi trả lời đúng đầu tiên mà không thấy xin xây đọc tên. Đấy, chúc mừng bạn Hiền Hi Hi đã làm đúng nha. Với cả bạn Thành Lợi, sensei Thanh đẹp gái gọi tên em đi. Ai cứ khen mình đẹp gái là mình rất là thích thì mình sẽ gọi luôn. Được chưa? Ok. Xong câu số 1 rồi nhá. Có về dịch cả gì anh dịch chưa? Đấy rồi, tôi bị thương ở chân nên là không thể chiến đấu hết mình được. Đúng rồi. Xem được cứ thế, ta ta gọi của bạn để khi nào cắt ta. So desu ne. Được chưa? Nhớ nhá, chỉ cần đọc thôi chứ không phải là gì là dịch toàn nghĩa lên này. Các bạn ghép luôn vào nữa. Này đi thi mà gặp câu này đầu tiên đừng có mà chảnh mảng mà khoanh luôn đáp án 2 như vừa nãy nhá. Các bạn phải rút ra kinh nghiệm vì sao mình sai mà đi thi làm đúng luôn, được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Rồi. Anh em thấy chưa? Tiếp theo, câu này. Đấy. Câu này này. Câu này các bạn thử làm đi xem nào. Chắc là sẽ nhiều người sẽ chưa học. Ồ, chữ Hán này nhìn có vẻ đúng kiểu N2 luôn đúng không ạ? Chữ này chữ gì? Cá điếu thư. Đấy, ở bằng việc cá điếu thư. Rồi, câu trả lời thì hãy viết bằng cái gì đấy, được chưa nhỉ? Viết bằng cái gì? Nào, đáp án đâu rồi? 3, 4, 1, mỗi người một câu nữa nào. Chói mắt quá, thì tắt cái đi. Tắt đi. Nào. Đáp án đi, đọc ra xem mọi người. Đâu rồi, mọi người đáp án đã. À, đây rồi, bắt đầu. Đàm Bảo Tín 4 này, Thế Anh 1 này, Quân Vũ 3 này. Ôi dồi ôi, 3 người, mỗi người một đáp án luôn hả? Có ai đáp án 2 không? Câu này khó hả?
Trần Hoàng là điều khoản nhỉ? Câu trả lời hãy viết bằng điều khoản là cái gì? Rồi, mọi người nhìn được chưa nhỉ? Mai Xuân Quý là 3 này. Ok. Căng Đét là 3 này. Long Gia Thắng này, thấy mày vào tao vào xem mày làm. À, thấy mày vào nên tao vào xem mày làm như thế nào. Đây các bạn chọn đáp án mấy? Đáp án 3 nhiều ạ. 4 này. Ok. Đây 3 và 4 nhiều đúng không? Ừ. 3 4 khá là nhiều, chứng tỏ là câu này cũng là một câu mà các bạn có thể bị nhầm lẫn nhiều đúng không? Thứ nhất. Các bạn nào chọn 3. Đó, chọn 4. Chọn 4 là sai. Bởi vì sao các bạn chọn 4? Bởi vì cái chữ Hán đầu tiên này, trang đầu tiên này, nó có cái phần ở dưới này các bạn thường nhầm tưởng đọc là cổ. Nhưng mà không phải. Câu này sẽ là gì nhỉ? Kazogaki. Kazogaki để phải đoán số 3. Ok, Kazogaki. Thế chứ nào? Kazogaki là gì? Tức là gì nhỉ? Viết, viết theo dạng liệt kê. Ví dụ viết chúng ta phải viết liệt kê ra nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy chứ nhỉ? Hay là chúng ta viết theo mọi người nhìn thấy rồi đúng không? Cách đô dạng này hay là cộng này. Viết theo dạng liệt kê này nhỉ? Câu trả lời thì nhớ viết liệt kê ra nhá. Đấy chứ nhỉ? Xuống dòng gạch đầu dòng này. Đấy chứ nào? Ok. Đấy là ý nghĩa của từ này. Kazogaki. Đấy chứ nào? Cái từ này thì trong trường học thì rất là hay sử dụng các thầy cô giáo khi mà đưa các bạn luận văn chẳng hạn đúng không? Bọn em phải trình bày theo kiểu kazogaki này nè. Đấy chứ nào? Là gì nhỉ? Viết theo gạch đầu dòng nhỉ? Viết theo gạch đầu dòng đấy. Liệt kê được cũng được. Ok, đúng rồi nhá. Đáp án là đáp án số 3, không phải đáp án số 4 nhá. Được chưa? Ok. Không ai trả lời gì cả. Không thấy ai trả lời hay là hình như là comment nó chạy nhanh quá nên không đọc kịp đâu anh ạ. Hay. Ue kara miemasen, mo miemasta. Hay. Nó hay sử dụng trong một cái gọi chữ Hán tiếp theo, ví dụ kazo. Kaso. Cá. Hay, kaso là gì nhỉ? Địa điểm đấy. Địa điểm là ikaso, nikaso, sankaso. Ừ. Đấy nhỉ? Hay, địa điểm. Rồi. Mọi người làm sao mọi người cứ nói chuyện ở đâu ấy nhỉ? Hay là mình không nhìn thấy gì nhỉ? Mọi người có đang nghe bọn mình giảng được không? Không thấy ai hiện đáp án gì cả. Tại mọi người cứ thấy nói chuyện lung tung ấy, thế nên là đang không biết là thế nào nhỉ? Phải tập trung vào cái bài giảng này, thấy chưa? Mọi người tập trung vào giảng nhá. Đừng nói chuyện nữa, được không? Kazogaki. Thấy chưa nào? Rồi. Vậy, câu số 3 rất là thú vị. Và nhiều người sai, thấy chưa? Và các bạn cùng nhau làm câu số 3 nào. Câu số 3, hay. Hay. Chưa hả? Viết lại chữ Hán này một tí. Màu đỏ hơi khó nhìn. Thì anh em cho thành màu vàng hay màu gì? Okay. 1.100 người đang học rồi đúng không nào? Rồi. Các bạn cùng nhau nhìn nhá. Câu này là làm thế nào? Sono jose wa shoku no amari hitoban de jojo ni natte shimatta という. Là gì đấy nhỉ? Rồi. Nhìn chữ này mình biết là tóc trắng rồi, nhưng mà cách đọc nó như thế nào? Đúng rồi. Nhìn thấy câu này nhá. Nghe nói bởi vì cô ấy quá là sốc nên là sau một đêm thì cô ấy thì tóc đã bạc trắng, hiểu chuyện cổ tích ấy, đúng không nào? Đúng rồi, tóc đã bạc trắng sau một đêm vì quá là sốc rồi. Thế thì ok, tóc trắng thì ai cũng biết nhưng mà vấn đề đọc như thế nào đúng không nào? Mọi người chọn đáp án số mấy đây nhỉ? Trần Huyền là chắc chắn là một. Công Nobi là ba chigao. Võ Linh là Shiraga, số 1 là tóc bạc. Câu số gì đấy? Một chắc chắn sẽ mọi người biết hết từ này à? Shiroga. Đâu Shiroga đâu? Shiraga. Shiraga. Ừ. Ok. Rồi. Một ạ. Rồi. Bởi vì sao? Shiro thì nó không phải rồi. Được chưa? Shiro thì không phải. Đây các bạn nhìn nhỉ? Tưởng cái số 3 này là Gami này. Đấy, Kami thì biến thành Gami này. Đấy, nhiều bạn sẽ bị nhầm ở chỗ này. Nếu mà chưa học thì chắc là Shiragami rồi. Không phải. Đó là gì ạ? Shiraga. Đấy nhỉ? Shiraga. Các bạn nhớ thế này nhá. Ôi, Shiranai Shiraga. Tức là gì ạ? Cái tóc trắng mà mình không biết đến này. Đâu em? Shiranai Shiraga. Đấy nhá. Đấy, Shiranai. Shiranai. Shiraga. Tóc bạc, tóc trắng. Ok, làm đúng hết mà.
không nhớ đúng hết à? Chẳng qua là em với anh không kịp đọc hết đáp án thôi. Mọi người giỏi quá, hello. Cô Thành như cảm là đang dạy học sinh lớp 1 á. Ôi, các bạn giỏi quá. Không phải đâu, thực ra chắc là do ảnh hưởng vì đang có em bé nên là cái gì cũng kiểu như là phải nói kiểu dịu dàng, dễ thương á. Tiếp, câu số 4 này. Hai. Câu này không khó lắm, đúng không nào? Đây. Nhưng mà thường các bạn sẽ bị nhầm. Kono hikoki wa Osaka nani nani. Đây là gì nhỉ? Baking Yuki desu. Đúng rồi, Baking đúng không? Baking. Đúng rồi, Baking. Baking Yuki desu nè. Kono hikoki wa Osaka chớ chớ. Đây mình sẽ giải thích luôn, chính này là quá cảnh, được chưa? Máy bay này là đi gì nhỉ? Bắc Kinh này và quá cảnh ở Osaka. Ừ. Được chưa? Từ này từ quá cảnh đúng không nào? Nào, chọn đi. Quá cảnh. Đó, có ai chọn chưa? Rồi. Việt Dũng này, 1 này, Nguyễn Cúc 1 này, 3 này, Ngóc Góc nhỏ trong tim này. À, Thành Lợi gì? Đáng nói đi, cứ nói cái gì nói tinh tách tinh gì đây? Nào, mọi người tập trung vào bài tập đi, khổ quá. Nào, chữ này chữ kinh đô à? Ừ, nhưng, à đâu? Đâu, kinh do Bắc Kinh đúng không? Đây là Bắc Kinh. Chữ Bắc Kinh. Chữ Bắc Kinh đúng không? Nhưng mà cái chữ họ Hán mà hỏi kia là chữ gì mọi người? Chữ này chữ kinh. Chữ quá cảnh đọc là gì đấy? 1, 3 này. Kinh do, kinh kinh tế đúng không? Đúng rồi. Chắc là kê rồi. Ừ. Còn chữ do đọc mà. Ừ. Hay. Đấy, các bạn đừng nhầm, do là yêu này, nhưng mà thì đáp án của nó là số 1. Đây à, kê, không có chữ âm, đấy à, kê, nhớ chưa? Không được sai con này nhá. Đi làm mà gặp từ quá cảnh nhưng mà thành chữ yêu này là chết đấy. Này, năm nay có khi vào từ này đấy, mọi người nhớ từ này nhá. Không có chữ âm, nhớ chưa? Rồi. Chị bạn, được chưa nào? Rồi. Thế mà cô khó chứ đúng không? Tiếp theo, câu số 5. Ừ. Hay, chết rồi. À, đúng rồi, chữ án này đúng không? Sai. Ok, không có nét. Câu số 5 là mọi người. À, câu số 5 đi. Hai. Câu số 5, câu này siêu dễ nhưng mà... Câu này dễ quá gì nữa. Vì cái gì đó, chữ tác, chữ dụng, chữ phụ đúng không nào? Đúng. À đâu, phụ này chứ gì nhỉ? Phó. Cái này phó. Phó tác dụng. Tác dụng. Ừ, okay. Phó tác dụng. Là tác dụng phụ. Được chưa? Cứ sri no de. Nemuku natte kita. Tôi buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc này. Ừ, ví dụ như thuốc cúm chẳng hạn, đúng không? Đáp án là mấy đây? 1, 3. Đấy, lại 1, 3. Đấy. Đấy cái này. 1, 3. Sao lại chọn 1, 3 được? Nào, đâu tiếp em đọc đi. 5, 2 này. 2, 1, 3. 3, 1, 2, 4 này. Xem đáp án nào nhiều nhất. 2 này. Ừ. Từ này khả năng N3 vào, đúng. Thế nên là chúng ta phải nhớ hết nhá. Từ này cũng rất là dễ đúng không nào. Rồi, sai đền tiền, Minh đáp án 2 hả? Đáp án 2. Ừ, rồi. Ai chào. Rồi, giỏi quá. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cho đáp án luôn nhá, thầy Dũng. Ê, phục sai hiểu. Đáp án số 2, thấy chưa? Mình cứ tưởng là các bạn hay bị nhầm cái chữ này. Bởi vì chữ này hay mọi người thường đọc là sắc cự, là sắc hiên tác phẩm chẳng hạn, nên là mọi người sẽ bị nhầm tưởng là Fukusakuyo. Không phải, chữ này trong cái chữ Hán này, đúng không? Nó sẽ là Fukusa nhé. Fukusayo nè, tác dụng phụ. Ok. Như nào? Rồi. Đi ba. Rồi. Ngoài tác dụng phụ lại 4 chứ là nào. Thầy Dũng vừa nói rồi đúng không? Đừng có dùng là Sakuyo nhé, mà là Fukusayo. Ok, Fukusayo. Trong câu này sẽ là Fukusayo. In this car. Rồi. Không được sai nhớ chưa? Bạn Thái Sơn đã sai 5 câu rồi. Tiếp, câu số 6. Câu số 6. Sao này. Hey, その政治家の家は何々に警備。警備này được nhà được phòng bị à? Được trang bị. Bảo vệ. Được bảo vệ à? Được bảo vệ. Nhà của cái vị chính trị gia đó thì được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Đúng rồi, thế thì chữ kia đọc là gì nhỉ? Nào, bắt đầu nhá. Trần Quốc Toản 1. Ôi giời, Trần Quốc Toản bót nóc quả cam hả? Nguyễn Huy Hoàng 4. Phương Nguyễn chị đây beo là cái gì đây? Quyền Phạm Minh ok next one. Ngọc Sơn hay. Toàn cái gì đấy? Nam Khá 2 sai đi ngủ. Nguyễn Huy Hoàng 4. Rồi, đánh nhau tụt tủ này á. Bình Yên Nhé 3, Quân Vũ 3, Công Nobi Nghiêm Trọng. Ok, Xuân Nguyễn Genjiu. Ok. Hai.
Ngọc Xuyến 3, đọc đến đây thôi nhỉ. Ok, 1600 anh em đang theo dõi bài giảng của chúng tôi. Mọi người nhớ làm cố gắng làm đúng nhá. Và những mình nghĩ những cái từ rất là hữu ích đấy, đặc biệt những bạn học N2 mà nha. Hai. 43 nhiều à? Bút màu khác đi. Bút màu khác, màu gì vậy? Bảo từ nãy là màu trắng này. Không biết chọn màu đâu. Để này. Thực ra cái bảng này là cái bảng mới bị đổi mới nên là nhiều cái tính năng thầy Dũng chưa biết. Màu đỏ. Những gì anh exit đấy, anh exit. À đây có màu đây rồi. Không phải. Anh exit xong rồi anh chuyển màu bên ngoài á. Nhưng mà nó không bấm được cái này. Ừ nhưng mà sao lại ra? Không phải. Mọi người nhìn được. Okay. Em cứ làm đi. Đọc đáp án lên nhanh lên. Nào, thì đọc đáp án. 3 hết hả? Hay. Có lẽ nhiều bạn chọn thì nhờ chọn 4 chọn 2 chọn 1 nhưng mà không phải. Đáp án chúng ta là gì ạ? Samba. Tự nhiên mờ nhỉ mọi người nhỉ? Phải không? Samba gì thế? À đấy, được rồi đấy. Vừa nãy tự nhiên bị mờ một chút đúng không? Đó là Genju đấy nhé. Đây, nghiêm ngặt. Đây nhỉ? Ok, được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Vậy thì tại sao các bạn hay nhầm sang 4 này? Bởi vì chúng ta sẽ có một từ là Kichohin. Đấy, chữ này các bạn nhớ không? Kichohin là gì? Là những đồ quý giá đúng không? Đồ Kichohin nhé. Đấy. Trong cái câu này thì chữ này sẽ đọc là Jiu. Jiu trong chữ Jiu yo. Quan trọng nhớ chưa? Ok. Hai cái từ này các bạn đọc nhiều này. Nên là gì nhỉ? Các bạn nhớ cho mình ha, nó có hai cách đọc. Một là gì nhỉ? Cho. Đây là trong chữ Kichohin. Cái đầu thứ hai là Jiu yo, thấy chưa? Chữ quan trọng. Phá trong chữ này Genju này nó là Jiu, nhớ chưa? Ok. Vừa nãy bị mờ một chút nhưng mà không sao đâu mọi người ạ. Xong rồi nó lại hết ngay mà. Được rồi đúng không? Rồi, được chưa? Câu này xong rồi nhá. Chúng ta bước sang câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo này, các bạn làm nhá. Câu tiếp theo nhá. Mình sang câu số 7 nhá. Câu này khó đấy. Đã để một in hai hai giờ nò nhị cai đệ chớ chớ kasta là gì đây? Nguyễn Việt Anh, thầy cô thấy em không ạ? Có rồi, có thấy hết mọi người. Phùng Thế Huỳnh, đúng rồi, đang định bỏ học vì chọn sai. Chọn sai nản quá, định về luôn đúng không? Đã để một in hai hai giờ nò nhị cai đệ nani kasta. Thực ra hai chữ Hán này rất là dễ, bật âm đúng không? Bật âm là tiếng động thôi, âm thanh thôi. Hai chữ Hán này gặp rất là nhiều. Tuy nhiên thì vì gặp nhiều quá nên đôi khi chúng ta lại bị chọn sai đấy. Nên là mọi người cố gắng chọn câu này đúng nhá. Câu này là gì nhỉ? Các bạn chọn nào rồi? À... ba này. Thuần, à. Ok, Thuần sensei trai em gái. Sensei xinh quá làm em lu hờ mờ hết cả bà. Bố ăn nước rồi. Đọc sặc cả nước. Được chưa? Anh đều đấy. Anh ấy đọc ở đây à? Đây. Làm sao cả nước. Đúng không? Samba. Đây. Câu số đáp án mấy nhỉ? 3, mọi người chọn 3 hết kìa. 2 nữa kìa. Đây. 3, 2 vân vân rất là đây nhiều. Đây là từ khó này, là người ta sẽ sử dụng cách đọc là Kunyomi nhớ chưa? Rồi. Đấy nhỉ? Còn các bạn nào sai thì các bạn sẽ đọc là Muchon này đúng không? Các bạn dùng Onyomi để nhé. Cái đọc On ấy, cái đọc kép hai chữ án với nhau. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt, người ta sẽ đọc là mono tổ tiếng động đúng không? Hay. Tự nhiên có cái tiếng động mình hay là có âm thanh lạ ở trên tầng 2 nơi mà chẳng có ai cả đúng không? Ok, chả rằng chẳng lẽ em lại sai hết ư? Đó số 3 được chưa? Mọi người tập trung vào học nhá, đừng có chém gió linh tinh đấy nhá. Hay. Câu tiếp theo. Hay, con số 8. Bất công bình. Ok. Không công bằng đấy nhỉ, bất công bình là không công bằng. Cái việc rằng làm sao đấy? Đội của đối thủ đúng nào, nhiều người hơn thì là một chuyện không công bằng. Không công bằng thì từ này sẽ đọc là gì nhỉ? Con này quá dễ rồi, con này sao lại cho họ. À đúng rồi. Không. Các bạn cũng bị sai từ này mà, có nhiều bạn mà đang học từ N3 các bạn không để ý lắm. Có nhiều câu mà đôi khi chúng ta thấy nó lẽ là không thể sai được nhưng mà lại là những câu mà các bạn rất là dễ nhầm. Chính vì những cái câu như thế nên là đi thi về mình rất là hay tiếc nhá. Nên là
để không bị tiếc nuối như thế thì chúng ta hãy cùng nhau gì đây, học thật là kỹ nhá. Đáp án. Mọi người cho đáp án thì toàn dễ rồi. Fukuhoe nhé. Samba. Fukuhoe. Như thế nào? Hai. Trong quá trình dạy á, mình thấy các bạn hay gặp cái này chữ hiểu này. Fukuhoe. Ok. Fukuhoe thì nó tròn đấy nhé. Đáp án số 3074. Như thế nào? Hai câu này cũng dễ rồi, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhá. Ok. Tiếp theo số 9. Đây. Nào. Tuấn ca, đề này em đỗ chắc N2 rồi. Rồi ôi, bài đầu tiên thôi. Nào để mình đọc nhá. Konoki no chikau to. Phải chăm chỉ vậy nhá. Fukusu no hito ni nani nani ni mail wo okuru koto ga dekimasu. Ừ. Ok, câu trước không dịch. Sao nó cứ bị mờ ấy nhỉ? Mạng bị làm sao ấy nhỉ? Mạng yếu. Nguyễn Chí Nguyện, em đoán bừa đúng mấy câu, sensei gọi tên em nào? Không phải đâu, mạng cái máy này bị mờ, còn máy này nét mà. Không phải mờ này. Yeah. Vẫn nhìn thấy, ok, chiến đấu được. Sao nó cứ bị nhòe nhỉ, vô duyên đấy nhỉ? Đã bỏ mạng rồi. Mạng mình xịn này. Bây giờ các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, đang rồi. Đang đây. 1, 2, 3. Nhiều đấy, nhiều đáp án này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mở quá. 2, 2. Được chưa mọi người, nhìn được chưa? Sai. Thỉnh thoảng bị mờ, chịu khó một chút nhá. Mình không biết lý do vì sao cái mạng này, mạng đã gọi là dùng loại đắt nhất, xịn nhất của nhà mạng, nó vẫn bị mờ. Ok, chuyển. Tiếp đi. Được chưa? Ok, cho đáp án nhá. Đáp án là IC. IC này gì nhỉ? Đồng loạt đây. Đồng loạt đây. Mọi người đồng loạt đứng dậy này. Đồng loạt. Đây là đồng loạt gửi đi đấy nhé. Gửi đi cho rất là nhiều người. Khi mà chúng ta sử dụng tính năng này thì chúng ta thì có thể gửi thư này một cách đồng loạt cho rất là nhiều người. Thế thế nào? Ok. Đồng loạt cho nhiều người được. À, các bạn chọn câu 2. Các bạn chọn câu số 2 này sai. Bởi vì các bạn thường hay dùng từ sai. It's sai. Và từ it's sai này dùng rất là nhiều. Ví dụ 1 tuổi chẳng hạn, đúng không? Các bạn nghe quen. It's sai. Ví dụ cái từ này chẳng hạn. Trong chữ kinh tế, kê ra á, bạn sẽ bắt gặp trong chữ này. Đấy. Đúng không? Trong chữ kê dai này, chữ kinh tế này. Mà dai thì cần dùng cái sai này chẳng hạn này. Đấy. Nên là các bạn có chẳng hạn quen thì chính như là sai ra á. Ừ. Nên là các bạn hay bị nhầm. Không phải là sai mà là ise. Thế như nào? Nghe. Độ An còn 2 hoặc 3 kìa. Trời đất. 2 là 2, 3 là 3. Còn 2 hoặc 3 đi thi khoanh cả 2 à? Đúng nè. Nên là nhớ luôn này. Ise ni. Ok. Rồi tiếp theo. Được chưa? Câu tiếp theo nhá. Câu số 10. Ấy, câu này mới là câu củ chuối này. Tuấn Khanh, N2 dễ quá cô ạ. Đã bảo rồi, hôm nay bài 1 câu khách thôi nhá. Thầy Dũng bây giờ mới nhận ra mình béo thế nào. Tự nhiên mà ôi nhìn anh béo thế. Câu tiếp theo nào. Câu này câu số 17 đây. Kore kara mo no katsuyaku. Em nghe nói rồi thì phải. Thầy Dũng đẹp trai quá, học vào luôn. Phạm Giáp. Trời ơi, con trai mà sao lại. Xuân Nguyễn, ono, em tra từ điển rồi. Cái này đọc là gì đã? Kakuji đúng không? Kakuji. Kakuji là gì à? Từng người một đấy. Mọi người đấy. Hãy từng người một. Kakuji de, ie de len ju shite kudasai. Mọi người ở nhà đấy đọc nhá. Nhá. Rồi. Nên là gì nhỉ? Cái chữ này đọc là các cự bình thường khi mà đi ghép nhá, đọc là các cự. Nhưng mà khi là nó là các cự thì là không phải nó là gì nhỉ? Ono. Thế nhé. Ừ. Nó bằng với lại các cái gì này nhớ chưa? Ok. Hay. Ok, và câu này dịch như thế nào? Hay. Từ giờ cô đây cả là mộ. Từ giờ đúng không? Hay. Câu này là gì nhỉ? Do giám đốc nói với nhân viên này hay là
thầy giáo nói với các học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp này đúng không? Từ giờ tôi rất mong đợi sự thành công của tất cả các em, từng người một đấy. Cả chiếc là gì? Hoạt động một cách tích cực ấy. Nhưng mà sẽ còn mình tích có cực thể hơn gì nữa. Cả thành công được. Ok. Phạm Thị Thanh Huyền, em trả lời đúng nãy giờ mà cô chẳng gọi tên em. Gọi tên em trong đêm. Nghe tim mình xót xa, người ấy có nhớ không những năm tháng em đêm xóa nhòa. Đúng không? Không biết. À, linh tinh các mọi người ạ. Rồi, tiếp theo. Câu bao nhiêu rồi nhỉ? Câu số 10 rồi, còn có 2 câu thôi, mọi người cố lên nhá. Hôm nay ai mà làm đúng 12 câu thì sẽ được thưởng. Đây đây nhỉ. Hai, câu tiếp theo nhá. Hai, câu số 11. Cắt cứ mê cả. Này, cô Thanh đọc này cho các bạn đi. Các mê cả là 商品 に原材料chấm chấm している. Gì nhỉ? Mê cả gì nhỉ? Những cái gọi là những cái nhà sản xuất đúng nào? Nào về tiếp này, trong lúc các bạn đang làm mình sẽ gọi tên một bạn nữa, đó là bạn Nguyễn Thế Yên. Thế sensei không gọi tên em à? Sensei gọi tên em cho thằng bạn Hải em nó biết với. Rồi, Nguyễn Thế Yên xin chào. Xin mời Nguyễn Thế Yên làm câu 11, nếu mà không đúng thì sẽ bị gì nhỉ? Không bắt được gì trong này đúng không? Thế Yên á? Thế Yên học sinh của mình á? Không phải. Thầy Dũng nhầm. Đúng nào. Tên là Yên nào? Hay, được rồi. Nào, con này dễ rồi đúng nào? Trời ơi, con này quá dễ luôn. Số 11. Các bạn chọn là gì đấy? Mấy sao bằng? Các bạn chọn số 2, số 3. Ông ngoại cũng xem kìa. Bố à, xin chào bố nha. 2 U Z Q 3. Xếp sinh 3. Ok. Rồi, 3 2 đúng không? Tại sao lại phân hóa giữa 3 với 2 ấy nhỉ? Tại vì sai đúng không nào? Tại vì nhưng chúng mà, ta bị nhầm đúng không? Nhưng mà 2 nhiều hơn này chắc là đúng rồi. Đúng rồi, đáp án chúng ta là gì ạ? Hiu gì? Ok. Bởi vì sao? Bởi vì chữ đằng sau này các bạn hay nhầm là chữ xị này. Là shimeru chẳng hạn, đúng không? Động từ kunyomi của nó là shimesu. Nên các bạn hay nhầm là chữ xị ấy. Đáp án là gì ạ? Gì? Hiu gì? Có thành gì câu này đi? À, câu này là gì đây? Thứ nhất là khi mà nói về hyoji thì các bạn sẽ biết, mình sẽ nói một chút là chúng ta mua quần áo đúng không? Thì chúng ta thấy có cái nhãn ấy, cái nhãn mà nó hay ghi những cái thông số ví dụ như là ở cái mác áo ấy, bên trong nó ghi là cái này được giặt bao nhiêu độ này, không được là hay làm sao đấy, thì cái đấy gọi là cái hyoji nhá. Hyoji. Thế thì khi mà vào dạng động từ như này thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản thôi, gì nhỉ? Các nhà sản xuất thì đang hiển thị nhỉ, đang hiển thị những cái nguyên vật liệu gì nhỉ? Cố gắng hiển thị những cái nguyên vật liệu lên cái sản phẩm. Được chưa? Rồi. Được chưa nhỉ? Được chưa? Ok. Rồi. Câu tiếp theo nhá. Hiểu thị cũng được đúng không nào? Ok. Và câu cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay 12 câu phải không ạ? 12 câu. Rồi. Câu này cố gắng đúng nhá. Câu này khá là khó đấy. Đâu, câu này khá là khó đấy. Tên 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 tên. Chờ đáp án của các bạn đây, nhanh 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 nào. Chờ đáp án nhanh lên, để mình trả lời đây. Gọi tên em đi kìa, Việt Ly, đấy. Áo thầy không có mát đâu, đừng tìm thầy ơi. Không nào, có đọc kiểu khỏi. Nào, đâu đi. Trung Nhật kìa, em làm đúng hết, thầy Dũng tặng em cái quần hồng của thầy đi. Cởi ra luôn, tặng, nhanh em. Đâu rồi. Lý Hùng này, cho em làm chữ này nhìn ngày 1000 lần chắc chữ hiêu gì vừa nãy đúng không? Ok, câu cuối cùng đáp án nào? Đáp án thôi. 2233. Jojo. Yong ba này, võ thị quy này. Moke 2 này. Hay ạ. 12 4 cô ơi, lạc. Được chưa? Rồi, thôi anh chọn đáp án đi. Rồi. Chọn đáp án á? Ừ. Được, câu này mình sẽ chọn đáp án cho các bạn. Jojo. Jojo. Jojo này này nó có nghĩa là gì? Hungiki tức là gì nhỉ? Không khí, để chơi nhỉ? Không khí. Còn đây có một chữ này gì nhỉ? Ikoku này gì nhỉ? Nó có nghĩa là gai cốc cự, được chưa? Đấy, không khí ở nước khác, nước ngoài đi. Thế chứ nhỉ? Không khí ở nước ngoài, không khí ở nước khác. Được chưa? Đây, bảo vệ gai cốc cự. Thì đây là một cái thành phố đúng không? Đây, tràn ngập cái không khí
của nước ngoài đấy anh nhỉ. Này, này tràn đầy affluent và tràn đầy cái không khí ở nước ngoài. Được chưa? Hay thế là zo cho. Được chưa nào? Xong chưa? Đúng chưa mọi người? Đúng chưa? Rồi. Hay. Hay, như vậy là hôm nay buổi đầu của chúng ta thì nhẹ nhàng với 12 câu nằm trong phần gì nhỉ? À, đọc cách đọc của chữ Hán thôi. À, các bạn làm đúng được bao nhiêu câu thì nhớ comment xuống để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Hy vọng là sang cái bài tiếp theo, bài buổi thứ 5 tới đây thì chúng ta sẽ làm đúng hết. Và các bạn nhớ này, về cái lịch trình những cái buổi N2 của mình thì trước mắt là bọn mình sẽ làm thứ 3, thứ 5, thứ 7. Có hôm thì có thể vào chủ nhật tùy hôm nhá. Thì tuần này trước mắt là sẽ thứ 3, thứ 5, thứ 7. Còn thông báo lại một chút là với các bạn N3 thì các bạn hãy chờ sang tuần sau bọn mình sẽ có lịch livestream với các bạn N3 nhá. Tiếp theo N1 thì vào cuối tháng này bọn mình sẽ công khai khóa online N1 là một khóa siêu hay và bọn mình đã vô cùng đầu tư. À, nên là rất là mong các bạn sẽ ủng hộ nhé. Và các bạn N2 thì học cố lên để chúng ta hướng đến khóa N1 nhé. Còn với các bạn N4, N5 thì hãy chờ đến cuối năm, bọn mình sẽ có một món quà nữa cho các bạn. Rất là nhiều dự định đúng không nào? Rồi hay hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Không được, mình anh có một tin vui nữa muốn nói với mọi người. Tin vui gì đây? Một tin vui, được không? Tin vui cho tất cả các bạn đã bắt đầu đi thi N2, đó là N2 chỉ cần 90 điểm là chúng ta sẽ đỗ được N2. Yeah! Cái đấy ai chả biết. N3 thì cần 95 điểm đúng không? Nhưng mà N2 chỉ cần 90 điểm mà thôi. Wow! Cứ tưởng tin vui gì đúng không? Thế là khi mà các bạn thì xem hết 200 từ câu khó này của mình á, kiểu gì kiếm thêm được tầm 10 điểm nữa. À không biết là có bạn nào mà đã từng xem series 300 câu N3 mà hôm nay xem tiếp của N2 không? Đâu, ai có thì bấm phím 1 à? Mình nghĩ là những cái series này rất là tốt đúng không nào? Và có thể giúp chúng ta đỡ bị nhầm một vài những câu mà các bạn thường hay bị nhầm nhá. Rồi, thôi kết thúc nhá, nói nhiều quá. Đấy thôi, con đang nói gì cả. Đi về nhá, đi về nhá, vì con gái ở nhà đang gọi mẹ rồi. Hôm nay anh em online đông nhỉ, đầy đủ nhỉ. Rồi hy vọng các bạn sẽ theo những cái bài học như này đến tận cuối cùng nhá. Còn bye bye. Trên YouTube bọn mình sẽ up lại cái clip này để các bạn xem sau nhá. Được chưa nhỉ? OK, mina sao chúc các em bye 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 b